Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Anh Kỳ Audio. Thì hôm nay anh Kỳ sẽ test cho các bác cái chất âm của một dòng loa cực kỳ cao cấp và thương hiệu. Thì như anh em đã biết thì trên thị trường hiện nay thì rất là nhiều dòng loa và cũng như là toàn thể các bác thì mỗi người một sở thích. Thì như hôm nay thì anh Kỳ sẽ lên và thưởng thức cho các bác và test cho anh em cái chất âm của cặp loa sở hữu Driver Budget của Shelto anh em nhé. Chắc mấy ngày hôm nay thì hầu như anh em cũng đã được xem và cũng như là các bác cũng có thể là được nghe qua những bản test khi anh Kỳ lên bộ dàn cho toàn thể các bác khách rồi. Nhưng hôm nay anh Kỳ sẽ test cho anh em đó là một cái không gian lại thoáng, anh Kỳ đem ra ngoài đường đây anh em nhé. Và hôm nay em sẽ đưa cho anh em lấy một cái độ xa nhất định anh em ạ. Và hầu như là lát nữa em sẽ di chuyển đấy để xem cái độ xa và cái độ phủ của cặp loa Shelto này như thế nào. Thì như anh em đã biết rồi, Shelto thì rất là nhiều thương hiệu lớn nó cũng sử dụng như QSC, nhưng mà những dòng đó thì chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng cặp loa này bên cả anh Kỳ hiện nay đang chào bán cho anh em giá chỉ là 10.500.000 đồng một đôi đấy. Và đây là giá tại cửa hàng anh em nhé. Và budget của Shelto và tất cả đôi loa này kể cả phân tần cũng do chính Shelto sản xuất, và vòm của nó là vòm khá là cao anh em nhé. Vòm nó thì nó rơi vào tầm 60, đó là chiều cao, và ngang nó là 35 từ chuyên anh em, và đồng thời luôn và chiều sâu nó cũng rơi vào tầm 38 cm. Để cho các bác tất cả ốc là ốc chống dỉ 100% để cho anh em. Công suất thì rất là cao, hoạt động là 400W, công suất đạt đỉnh điểm lên tận là 1.600W trên một chiếc. Mang nâu gợn sóng đặc trưng của loa Shelto và gần là gần 2 sóng được chưa anh em. Đấy, và tất cả những gì tinh túy nhất ở trên loa này thì hầu như anh em cũng đã biết rồi, được chưa các bác? Thì bây giờ mình có mời anh em cùng test qua cái chất âm tuyệt vời hay của cặp loa Shelto này anh em nhé. Thì bây giờ em đang phối ghép ở đây, đó là một con đấy là 7208, con này là 800W trong một kênh, một con vang thuộc dòng X thì chính em đó. Và tất cả trên đôi loa này thì cái Kỳ gọi như là test bằng trực tiếp bằng điện thoại luôn, đây cũng không qua hiệu ứng âm thanh, cũng không như là, có nghĩa rằng là hầu như bên cạnh anh Kỳ là test bằng trực tiếp, chứ còn không gọi như làm để mà anh em nghe nó hay nhưng về nó lại không hay. Nên là bên cạnh anh Kỳ có chính sách luôn, nói trước luôn cho các bác luôn, chính sách bên cạnh anh Kỳ nhận hàng kiểm tra thanh toán riêng đôi loa này không hay cái Kỳ trả lại tiền cho các bác luôn 100% trong vòng 2 tuần anh em nhé. Và đặc biệt là khi anh em mua loa sau đầu này á, thì được bên cạnh anh Kỳ cam kết bao zin bao xịn cho toàn thể các bác luôn, và 2 tuần không bị chiết khấu, được chưa mọi người? Và bát của loa Shelto thì anh em đã biết rồi, bát chết nó đều được sử dụng đó là côn nhôm dẹt, được chưa anh em? Đó nên là chất âm nó rất là hay và sáng rất là nhiều. Đấy, mịn tiếng tép nó không bị chói, được chưa anh em? Đó thì bây giờ em cùng mời anh em cùng thưởng thức coi chất âm của cặp loa này anh em nhé. Thì đây là em đang dùng đó là một con đẩy 2 kênh. Đây là dùng là đây là một con đẩy 2 kênh anh em này. Đó, mỗi loa một chiếc này, được chưa anh em? Đây không gian rộng cái này luôn, cái độ bao phủ nó như thế nào anh em nhé. Đấy, em đang lắp bẫy CD12. Được chưa mọi người? Bằng trong bên ngoài thì đây là thùng trắng nguyên bản của nó, em đánh tẩy trắng sạch cái này. Đây, còn bác nào thích sơn đen thì em sẽ là sơn đen lại cho anh em nhé. Thì em mời anh em nghe nhá. Như lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu. Em khẳng định các bác luôn, tất cả xe cộ đi bây giờ anh em hầu như không để nhẹ luôn. Đồ phố nó cực kỳ tốt luôn anh em nhá. Mà nếu có lỡ xin ta sao cho không gian này rất là ổn vì em ra đi trước anh. Bây giờ ta cùng di chuyển xem là cái đồ phủ của đôi luôn là nó tốt như thế nào luôn. Hãy như thêm trời xanh. Đấy, anh em cứ nghe từng nốt nhé. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em rất nhiều xe cộ lại anh em ạ. Để ta cứ di chuyển thôi. Giờ là chắc không thấy lo rồi. Chị anh em bao trọn cả khu luôn anh em nhé. Rất nhiều khán giả đang chờ đợi và lắng nghe đôi loa này cho cả làng nghe luôn. Đây em cứ đi xa nhất, em để lại camera anh em nghe. Dạ. Ok anh em. Cái nốt thật sự các bác luôn là những cái nốt ngân nga hay là kể cả loa Shelto tiếng ra rất là sạch anh em nhé. Cái đồ phủ nó rất là tốt, thật sự mọi người thấy luôn. Và hiện tại em sẽ đứng ở đây để cho anh em nghe luôn cái chất âm của cặp loa này. Nó tốt thế nào? Xung quanh là bao nhiêu tiếng động anh em thấy là biết rồi đấy. Em roam điện thoại này để cho anh em thấy được loa này. Đó. Bé tí thì đằng đấy, anh em thấy chưa? Đó, camera quay đằng mơ luôn rồi đấy. Được chưa các bác? Có những lúc anh mơ tương rằng tìm. Ok, đợi một chút là hình như là phải dính quảng cáo anh em ạ. Dính quảng cáo các bác đợi một chút nha.
Khổ thế, máy tính hết pin anh em ạ. Thôi ta lại lại anh em nhé. Ta lại nhé. Máy tính hết pin, tiếp tục tăng thêm một suất cho anh em nghe. Ok, chúng ta nghe không gian gần một chút anh em nhé. Nốt lên tí tận rất là sướng anh em ạ. Nốt nó rất là hay luôn anh em ạ. Nhạc. Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da. Đẹp kẻ đá không bác. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày. Ok, tiếp tục cả cái chuyến thắng định mọi người là như thế mà. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Một đôi đấy anh em ạ, một đôi phút 30 của Soto. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi sao. Chỉ thấy nhạc mà không thấy loa đâu đúng không anh em? Có những lúc em ngồi một mình đợi anh. Đấy, lại di chuyển lại anh em ạ. Để người đi trắng về. Hay các bác ạ, nghe nó hay anh em, đi xa nghe tiếng gió một một luôn. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió xa. Xa mà tiếng nghe rõ một một luôn anh em ạ. Nghe nó hay mà nó trầm, nó sướng anh em ạ. Đang cứ thăm trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha. Một đôi đấy anh em nhá. Đây là quay trực tiếp luôn đấy, không phải là quay hiểu ngâm thanh hay là làm lại cái gì đâu các bác nhá. Thăm ngón tay vào. Tiếp chơi bóng theo thời gian gõ nhịp bóng anh. Đây là ông nói con cháu lòng này. Cách 100 mét mà ngày nào được nghe nhạc này. Rất chân thật luôn anh em nha. Đó. Lên khúc nào lên ra khúc đó luôn anh em ạ. Thôi các bác lắng nghe tiếp. Yêu hạt gieo khổ đau giờ ta xa lìa nhau. Ok chứ mọi người. Một đứa một phương trời. Ok chứ các bác. Sướng chưa anh em? Sướng chưa mọi người? Đòi hỏi gì ở một đôi là full 30. Năm nay giá đang còn có 10 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Và đây là một đôi loa đẳng cấp anh em nhé. Nên nhớ là thương hiệu và đẳng cấp Xe ô tô. Nghe lời đã. Trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Xe không nghe đến gần, không nghe đến luôn. Có phải càng thêm đắng thắm ngón tay vàng. Tim trái vai theo thời gian có nhịp bóng anh giờ thầm chết trong em. Ok anh em ạ, nó thật các bác luôn à. Điểm 10 không có nhưng luôn. Về cả giá cả trong phân khúc này thì hầu như em khẳng định các bác luôn là cặp áo này là bao phê cho anh em luôn. Và anh em nhớ đây là một họng chest rất là sâu nên độ phủ lan tỏa nó cực kỳ lớn anh em nha. Lời đẹp, tiếng mic hay. Anh em nào chưa xem bản test mic hay là nhạc mạnh bạo lực hôm qua, anh em xem lại clip hôm qua các bác nha. Và hôm nay em được test cho anh em là cái độ xa và độ phủ của nó thôi. Còn gì lo sao tổ thì em sẽ còn một bản test là chống nước của nó nữa. Đấy, với khả năng chống nước của loa này nữa. Được chưa anh em? Và đây cái kỳ đang test là test thực tế. Anh em nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, không ưng được trả lại tiền. 100% là như vậy luôn. Và đây là The River Xe Auto. Các bác nào nghe và cảm nhận thế nào thì anh em có thể để lại bình luận phía dưới cho cái kỳ biết cho các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại. Các bác mỗi người cho kỳ một nút chia sẻ. Được chưa anh em nha? Mỗi người tương tác một nút chia sẻ. Đấy, và một nút like. Xin chào và hẹn lại mọi người trong clip test loa Xe Auto tiếp theo. Đấy, và những bác nào thích thì alo những kỳ qua hai xét định kỳ để có màn hình đây mọi người nha. Xin chào và hẹn lại mọi người. Xin chào các bác.